Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, hôm nay em có một cái hoa cây giả hạt ra hoa. Thì cái cây này nó hoa nó thấy nó đẹp ha, nên là em quay lên để mọi người cùng ngắm nè. Cây này thì hoa nó màu tím nha. Cánh lưỡi đều màu tím đẹp. Cái lưỡi thì nó rất là dài luôn. Đó, toàn bộ cánh hoa, lưỡi hoa đấy thì nó sẽ nó dài. Và buổi sáng này nó bay rất là đẹp nha. Giờ này quay thì nó gần buổi chiều rồi ha, nó gần cập cánh rồi. Đấy. Hoa rất là đẹp luôn. Cánh thì dài nhưng mà buổi sáng nó cong lên thì thấy nó đẹp. Đó, rất là tuyệt vời. Đây là nó tím hết nè ha, lưỡi. Lưỡi rồi thì cánh rồi. Đó, nói chung là nó cùng một màu hết ha, trừ hai con mắt ra. Hai con mắt thì nó đậm. Hoa rất đẹp nha. Đấy, còn những cái loại bình thường thì cái lưỡi của nó không có màu tím hết nha mọi người. À, nó chỉ có cánh hoặc là cánh và cùng lắm là cánh thôi, cánh nó màu màu tím thôi. Đó, nó có hai con mắt rõ. Còn loại này thì nó tím luôn cái lưỡi. Hoa rất đẹp nha, cùng một khuôn luôn. Năm nay thì nó ra hoa tự nhiên. Năm trước thì em kích nhưng mà không hiểu sao nó còn ảnh hưởng của thuốc hay sao á. Năm ngoái kích mà năm nay nó lại có một số bông nó bị tật. Đây. Con mắt đó, nó một bên rõ còn một bên nó bên nó lem lem. Đây nữa. Con mắt nó bị tật. Thì cái hoa này là hoa tự nhiên nha. Đấy. Cái này là cái kỳ nè. Đó. Giả hạt thì em trồng thì ra kỳ thì em để luôn, không có tách nha. Giờ cái kỳ nó ra cái thân năm 2, năm 3 gì rồi. Đó, cái kỳ của nó đó. Đây, cái cây cũng ra hoa luôn. Khuôn y chang ha. Khuôn y chang. Cánh rất là dài luôn. Tím hết hết cái lưỡi luôn. Ở trong cái máy thì mình quay không, có thể là nhìn thấy không kỹ ha, nhưng mà ở ngoài thì nó tím hết. Đấy, hoa rất đẹp luôn. Sáng bay rất là đẹp nha mọi người nha. Ha, hôm nào rảnh thì buổi sáng rảnh thì em quay lại cho mọi người xem cái mặt hoa buổi sáng ha. Cong đẹp, cánh bay đẹp lắm. Giờ này sắp đi ngủ rồi. Đấy, có bông hoa này đẹp này. Hoa sao quay vậy thôi chứ không có vuốt có gì hết. Này là chuẩn bị nở. Hoa đẹp nha mọi người. Đấy, bên đây thì có một cái giò sơn điền nè. Quay mọi người xem. Sơn điền. Thì như mấy hôm em nói á, vườn nó có mấy con chim nó phá lắm.
Nó ra nụ một cái là nó tới nó đớp liền. Đó, cái này là hậu quả của đớp nụ nè. Đó, ăn không ăn mà tới cắn một cái vậy á. Rồi cái làm cái hoa nở ra xấu. Bông này cũng ăn nè, nhưng mà nó còn được hai cánh nè. Hoa sơn điền nha. Cánh hoa rất là dày, cứng nha. Cứng lắm. Này chắc nó cắn nấu sao. Đó, nó đó. Đó. Cái con mà ăn nụ nó tiếng của nó đó. Ở đây thì kêu là chim chó quạch à, loại nó phá lắm. Mình mà không có nhà là nó ăn nụ hết. Tới nó mổ nó phá chơi vậy đó. Này là mặt hoa hồng à, tím kêu mình tạm thời kêu tím đi ha. Ở ngoài thì nếu mà ở ngoài mình xem thì nó màu hồng ha, cánh hồng hết, mà ở đây thì mọi người chắc không không nhìn được ra màu hồng ha, thì em kêu màu tím. Đây cũng có con giò nè. Cây này thì hai con mắt nó to tím hết hoa ha. Cái này gọi là cây lưỡi đỏ nè ha, nhưng mà mình quay thì cái ánh sáng nó phản á, ha, không thấy được. Đấy, có một số mặt hoa như vậy ha, quay để mọi người ngắm. À, rất vườn cũng rất là nhiều mặt hoa nha mọi người nha. À, nhưng mà quay nhiêu đó thôi. À, thì có cây này nó đẹp à, thì mình quay lên nè. Mọi người xem kỹ nha. Hoa rất đẹp luôn. Đấy, mùa này thì mùa hoa ha, vừa hạt vừa yến ha, đủ thứ loại tập trung nở hết vô mùa này. Đấy, sau khi chơi xong hoa thì mọi người ha nhớ cung cấp thêm nhiều đạm ha, cho mầm con nó sẽ phát triển nhanh. Đó. Rồi. À, quay nhiêu đó thôi. À, xin chào tất cả mọi người nha. À, cảm ơn mọi người đã